với Chris. Ba chàng báo luôn, hồi nãy là quý vị là hồi nãy đốt luôn à, đã là chàng báo thứ hai mà chúng ta đã đốt luôn rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho chàng báo VIP khổng lồ nhất mà quý vị thấy treo trên cao như vậy, để chuẩn bị cho chàng báo thứ tư này. Có những người đại diện của Rồi. Và bây giờ đoàn Lâm Thiên Long đang đi vòng vòng để chúc tất quý vị một lần.
đi xe